năm nay đã cuối cấp sắp tốt nghiệp, sáng ăn của hoàng đế đến chưa ăn bao ngừ. Có số ma thế nhưng anh vẫn rất là chăm học, thế cho nên ở trường chừng cứ dùng tựa đưa. Mấy cái đưa hám dai phi hết trứng để ăn mì, đến lớp cứ ngắm dai chỉ có thiết tha học đầu. Thanh niên Tuấn good boy nhưng chẳng thích một cô nào, anh nói anh phải học để còn đỡ đần mẹ cha. Rồi một hôm mình gặp cô gái vàng, tay em cầm truyện tranh, mặt thì đeo kính xanh. Nàng cười thật là tươi, trông đã yêu vãi o ấy, thế nhưng có ai lại đứng cạnh nàng? Mày điều tra cho anh nhá, ok là tên là Khang, nhà có tiệm xăng ở trên Bắc Giang, vừa về đây anh nhé, ok bé. Thế là bây giờ đây anh tôi biết ghen rồi, giờ còn đâu tâm trí học hành nghĩ, trong đầu anh giờ đây chỉ có cờ rút kính xanh. Mạnh dạn lên anh nhé, ok bé, hôm nay anh sẽ phải sang giành lại cờ rút kính xanh. Tí về anh bố anh chủ tịch ở bên ngân hàng, tài khoản có mấy triệu đô các em ở cạnh nhưng anh không màng. Tại vì anh tính 400 học 12 lớp cứ được bằng khen, gần hoa hậu anh không thích, cái mà anh thích ấy là gần em. Bạn thì ghê có bố giàu, cứ thích khoe nói không biết ngại. Giờ Ngọc Mai em thích ai, nếu thích em hãy đòi ai đi. Thanh niên Tuấn hôm nay thức dậy sớm từ 6 giờ, phi ngay ra bờ áo với tinh thần thể thao. Anh lên online face trao dồi kinh nghiệm thí tài, anh quyết tâm lần này phải cua được Ngọc Mai. Vòng đầu tiên xin được phép bắt đầu, xem ai hiểu Ngọc Mai ai sẽ tâm lý hơn. Giờ hãy cầm về đây món đồ uống mát lạnh, chắc chắn em sẽ mê kèm sữa ngọt ngào. Trời ơi uống béo lắm YogoFresh, uống vừa thơm vừa ngon mà lại chẳng lo béo đâu. Tại vì YogoFresh hương tươi mát, uống và sẽ cảm thấy mùi hương sữa chua này. Vòng một Khang đã thắng, rất cố gắng, bây giờ có tỷ số 1-0 rồi ai thắng đây. Vòng hai ta thi vẽ anh em nhé, vẽ một con động vật thật nhanh nhé, bắt đầu. Giờ mà ai xong trước sẽ chiến thắng, ôi rồi ôi đại ca mình vẽ đỉnh cao quá ông. Thời gian trôi nhanh quá 20 phút, nhanh lên anh ơi thằng Khang giờ vẫn còn chưa vẽ gì. Vòng hai Khang chiến thắng 2-0 trắng, ông Tào Lao vừa thôi nhìn tranh mà tôi vẽ đi. Thằng Khang đâu có vẽ sai ông nhé, ông nhìn tranh của tôi là run đất đây này. Được rồi ông hay lắm, ông đã thắng, nhưng mà tôi phải thi cùng ông một vòng nữa cơ, bởi vì tôi chưa thấy phục ông đấy. Có giỏi hãy làm tôi phục sát đất đi nào. Một vòng thi bonus cho hai lớp, hãy cùng nhau thể hiện một tiết mục đen chất lượng. Và đề thi hơi khó nghe cho rõ, hai bên thi đang dựa trên chủ đề bản thân lớn rồi. Trải chiếu bạn ơi, đã lớn à? Để đấy. Thế thì bài nhảy của bọn ông chưa đủ trưởng thành đâu. Anh em chiến. Con ai đang gặp các vấn đề về xương khớp hỏi cho tôi, tôi cam kết chữa khỏi 100%. Con ai đang gặp các vấn đề về xương khớp hỏi cho tôi cam kết chữa khỏi. Không uống thuốc của nhà côn. Sau đây tôi xin tuyên bố người chiến thắng tuyệt đối là Dương Khang. Anh tin làm hiểu em nhé. Bây giờ cứ lo học nữa em ạ. Cố gắng lên nhé. Tuổi gì? Nhìn thế này mà cũng đòi đồng yêu anh Tuấn à? Tôi chỉ muốn dạy cho anh một bài học vì đã coi thường tình cảm của tôi thôi. Còn bây giờ tôi không cần nữa. Tại vì tôi đã có Ngọc Mai rồi. Uống Yogo đi tắm chỗ mới. Trải chiều bạn ơi. Sành vàng bát rồi. Wow. Ok. Ok, chơi. Quay luôn, vẫn đang quay đấy. Gái. Được rồi.